Drop it. Hai, con học trò hả? Ý, ủa, đang quay. À, khoan khoan, để đây, để đang chuẩn bị rồi mình quay ha. Đang Trường xin chào các bạn độc giả của báo Học Trò. Nãy giờ Đang Trường chuẩn bị hơi bị lâu đúng không? Nhưng mà bây giờ thì Đang Trường đã chuẩn bị xong. Đang Trường nghĩ rằng Đang Trường sẽ chọn bộ đồ này với là sẽ thích hợp để tiếp các công việc của báo Học Trò. Bây giờ thì Đang Trường xin mời các bạn xuống phòng thu để tham gia phòng thu của Đang Trường thế nào. Xin mời các bạn cùng đi với Đang Trường. Rồi, bây giờ đã tới phòng thu rồi. Bây giờ Đan Trường mời các bạn vào tham quan và Đan Trường sẽ hát thử cho các bạn nghe một bài hát về chủ đề SEA Games. Xin mời các bạn. Thì bạn cổ động viên nhé. Đây là bài hát của nhạc sĩ trẻ Lương Bằng Khoan mà các bạn cũng đã từng nghe ca khúc Đêm Hoang Vu của nhạc sĩ Lương Bằng Vinh. Lương Bằng Khoan là con của chú Lương Bằng Vinh. Đã thì rất là vui. Lòng tin nơi anh luôn mang về chiến thắng, lên tập hàng dài trong kiên cường ý chí, để rồi một ngày vinh quang tràn đầy nước mắt, chợt thấy pháo hoa cờ bay. Ngày vui SEA Games anh trong màu áo thơm, một màu cờ đào ngôi sao vàng lấp lánh, nụ cười rộn ràng vui bên bạn bè thế giới, đã đến phút giây mong chờ. Hey, đôi chân cùng hát ca vàng, hey hey hey, đừng đua rè nơi chân anh, tìm vinh quang từ trái tim mình, quê hương đang mong chờ, chạy thật nhanh vượt càng xa và hãy phóng cao hơn. Lòng tin nơi anh luôn mang về chiến thắng, luyện tập hàng giờ trong kiên cường ý chí, để rồi
mắt chợt thấy pháo hoa cờ bay. Ngày vui SEA Games anh trong màu áo thắm, một màu cờ đào ngôi sao vàng lấp lánh, nụ cười rộn ràng vui bên bạn bè thế giới đã đến phút giây mong chờ. Tiếng reo vang hôm nay động vui mẹ nữa à. Và đây là chương trình live show trái tim mình đi của Đăng Trường gần đây nhất. Và đây là bộ đồ với cây kiếm với bài hát là Đêm Tình Yêu. Cây kiếm này trong tay Đăng Trường đang cầm là cây kiếm Đăng Trường mua ở Trung Quốc, gồm một bộ 3 cây. Các bạn có thể nhìn. Nhỏ nhất. Đăng Trường lựa cây nhỏ nhất rồi. Rất là bén và cũng rất là chắc. Nếu sau này mà các bạn xem được cái đĩa của báo học trò tặng thì chắc các bạn đã xem live show của Đăng Trường xong rồi. Đây là tất cả những hình ảnh mà Đăng Trường đã từng đi quay, đã từng đi du lịch và từng đi diễn ở các nước Trung Quốc và châu Âu. Đây là tấm hình mà Đăng Trường mặc đồ cổ. Đăng Trường quay bài Mùa Thu Với Mưa của nhạc sĩ Lê Quang và quay tại Trung Quốc, và cũng lần đầu tiên Đăng Trường đã đi Trung Quốc để mà quay cuốn video Phong Ba Tình Đời. Đăng Trường sẽ giới thiệu với các bạn độc giả một số người bạn thân nhất của Đăng Trường mà mỗi khi buồn Đăng Trường thường hay đùa giả hứng với các bạn Đăng Trường. Đây là người bạn thân nhất của Đăng Trường nè. Con này đã tên là Visa. Và những người bạn khác nữa là những chú cá của Đăng Trường. Thường thường Đăng Trường mà buồn thì Đăng Trường thường các bạn đãi các bạn của Đăng Trường ăn. Bây giờ đây xin giới thiệu với các bạn. Có lẽ hôm nay đông quá nó nhát. Cá trên. Cá trên nhá. Cá trên gan hơn nè. Ủa sao xuống rồi. Đây là cái dĩa. Là cái dĩa và các loại cái dĩa, dĩa da rắn, dĩa lam và dĩa đỏ. Và ba con cá dưới đây là cá La Hán, một loại cá rất là đặc biệt mà có chữ tàu ở trên bình. Bây giờ xin mời các bạn. Và xin giới thiệu với các bạn, đây là một cặp cá dĩa. Phải nói rằng sản xuất rất nhiều cá con. Ở đây là cá con, đây là dĩa cá con. Và Đăng Trường đã cho đi một số rồi nhưng mà vẫn còn nhiều, và bố mẹ này luôn luôn để ra cái dĩa, và Đăng Trường rất là cưng. Nếu mà có dịp Đăng Trường sẽ tặng các bạn, nếu các bạn thích nuôi cá.